Với tất cả những mẫu dầm mà ngày hôm nay Lò Rèn bên em vừa mới làm xong để gửi tới các bác anh trong mùa xuân này, giá sản phẩm ngày hôm nay em đưa tới các bác anh thì từ 50.000 nhá, 100. Và những mẫu dầm nhíp đặc biệt do các bác anh nhà mình đặt trong mùa xuân trong năm đây. Hôm nay thì em sẽ làm hoàn thiện hết rồi. Cái mẫu này thì đang thiếu nhá, một chút em sẽ lấy từng mẫu cho các bác anh nhà mình xem. Với một cây dầm đặc biệt bằng bản nhíp này, em sẽ quay cho các bác xem cây dầm thẳng đi. Quay đâu em sẽ báo giá luôn. Cây này giá sẽ là 250 các bác anh ạ. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Thép thì sẽ là thép nhíp. Và so sánh một cái bản chuối và một cái bản thẳng thật gần để cho các bác anh nhà mình được xem nhá. Cái bản chuối thì nó sẽ hơi mo, còn cái bản thẳng thì nó sẽ thẳng tưng như này. Các bác nhớ tên cho em nhá. Trong tất cả những mẫu dầm nhíp đặc biệt của bên em thì đây là những mẫu dầm mà em gửi cho các bác anh nhà mình đánh cây nhiều nhất. Được rồi, và bây giờ em sang những cái mẫu dầm đặc biệt này đi. Tẹo đây em sẽ lấy những cái mẫu dầm bản thẳng và dầm chuối cho các bác anh xem. Đây, em sẽ dựng một cây dầm loại đặc biệt mà các bác đặt trong năm. Đây các bác anh này. Đây là một cây dầm đặc biệt. Một cây dầm mà nó có trọng lượng là trên 4 cân. Nếu các bác nhà mình thục dễ thì được chất nhíp này. Các bác phải đảm bảo chất nhíp cho các bác làm sao cho nó tốt nhất nhá. Thì em nói cái dầm này này, nó tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 1m4. Và đây một cân dầm đặt. Thì em đang làm hàng đặt là kể cả các bác đặt 500.000 em cũng làm cho các bác đặt 500.000. Cây này em đang làm là 400, có cây là 350, có cây 300, sẽ có hết các bác anh ạ. Đây là cái dầm cổ tròn. Và bây giờ em vào kia em cắt một cái dầm chuối của các bác đặt với một cái dầm bản thẳng cho chị đi. Đấy, và với tất cả các bạn của bên em thì đang vào kho những mẫu dầm này nhá. Em quay cho các bác anh nhà mình xem về những mẫu dầm 150.000. Mà hiện tại thì đây là một mẫu dầm mà em bán rất nhiều. Cái dầm này phù hợp đối với các bác anh nhà mình mà thích sử dụng nhỏ nhá. Dầm T này này, đẹp như thế này. Các bác anh này, dầm T 150.000. Dầm thẳng này cũng 150.000. Và em nói luôn mẫu dầm này nhà em thì em các bác nhà mình nếu mà muốn làm nhỏ hơn nữa 100.000 thì bảo em làm nhỏ hơn là 100.000 nhá. Nhưng cái này là 150 và em chưa bao ship được, kể cả 100.000 thì cũng chưa bao ship được các bác anh ạ. Đấy. Và đây bạn này thì đang cầm một cây dầm chuối, phải gọi là cây này là cây đặc biệt rồi đúng không? Cây này là cây dầm đặc biệt này. Đặc biệt luôn. Đấy, bạn này thì em đang làm hàng đặt. Cái này là chắc là đặt cho bác ở Quảng Ngãi đấy phải không? Cây dầm này. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy. Và với cái dầm này thì nó là hàng đặt, nó sẽ là 400 nha các bác anh nhá. Trong tất cả những mẫu dầm nhíp thì bên em đang nhận làm đủ tất cả các loại luôn. Bây giờ thì em sẽ cầm một cái dầm củ cò, là mẫu dầm chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình đánh cây công trình. Đây ạ, đặc biệt dành cho các bác đánh cây công trình. Cái này thì cũng như em nói với các bác đây, giá từ 150.000 cho tới 200, 250, 300, 350. Anh nào mà đặt đánh xi, đánh xanh là 400 nhá. Và bên Lò Rèn bên em thì hiện tại đang nhận gửi và ship trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào, anh nào đang cần tới mẫu cuốc, em đã vào cái quay những cái mẫu cuốc đặc biệt cho các bác anh nhà mình xem ở phía trong này. Đây các bác anh nhá, đặc biệt ở phía trong này. Trong tất cả những dòng dầm thì những dòng dầm nhíp này là hiện tại là em đưa tới các bác anh nhiều nhất đây. Nhíp cuốc thì nó có nhiều loại lắm các bác anh nhá. 50.000 đồng một cái này, 50.000, 60.000, 30.000 cũng có. Và nếu như các anh mà đang quan tâm tới một loại đặc biệt mà chỉ bên em mới có thôi, là mẫu cuốc này. Đây là một chất thép mà em nói với các bác là một chất thép siêu bền vô cùng, gọi là cái cuốc tây gà. Giá của nó sẽ là 200.000 đồng một cái, em miễn phí ship. Thì vừa lấy là vẫn thiếu mẫu các bác nhé, quên. Em đã tìm những cái mẫu mai để cho các bác anh nhà mình được xem. Lưỡi mai nha các bác anh nhá. Lưỡi mai này thì em là lưỡi mai để chuyên để sắn đất. Các bác anh nhà mình mà muốn sắt đất siêu bền, bửa đất không bao giờ nó gãy, thì em đang có từ 150, 200 và 250 lưỡi mai. Còn các anh muốn làm hàn cả cán thì em sẽ hàn cả cán cho các bác anh luôn. Hàn cả cán luôn nhá. Đây hàn cả cán luôn cũng có này các bác anh này. Hàn cả cán luôn. Đấy, cái này thì các bác anh nhà mình sẽ yên tâm về cái chất lượng để các bác anh nhà mình sắn đất. Và bên Lò Rèn bên em thì nhiều loại lắm các bác ạ. Cho các bác nhà mình xem về cái cuốc lưỡi cưa đi. Đấy, cuốc lưỡi cưa, búa này, rìu. Đây là rìu. Đấy, có những cái búa chỉ có 100.000 thôi các bác anh nhá. Đây, cái này có loại em làm có 50.000 đồng một cái thôi, có loại thì 100. Nó rất là nhiều loại. Và đây là cái cuốc lưỡi cưa, là cái cuốc mà bên em làm ra. Cuốc lưỡi cưa, cuốc bướm, có đủ size, có đủ kích thước luôn. Đấy, 100.000 đồng cho một chiếc và đủ size nhá. Và bên em thì là một đại lý chuyên về dụng cụ nông nghiệp, thì bây giờ em sẽ ra em tìm cái
đây này, ví dụ cốt tây nhíp này các bác, cốt tây nhíp, đây là một cái cốt tây nhíp này. Đấy, cốt tây nhíp này thì em cũng đang có loại 100, 120 là nhíp đặc biệt. Thì với cơ sở bên em thì em đã tìm một cái dầm bản thẳng nhé, một cái dầm bản thẳng nó ra đây để cho các bác anh nhà mình được xem, hẳn là một cái dầm đặc biệt thật đẹp luôn. Với tất cả những mẫu dầm này thì Luyến với Duyên ra tập trung vào cho hết đi. Luyến Duyên đây, ra phải cho hết đi. Đấy, em sẽ lấy một cây dầm bản thẳng nhá. Và hôm nay thì bên em đang vào kho. Với các bác anh nhà mình đã xem được kênh của bên em và đang quan tâm tới dầm cuốc, thuổng, sẻng, những mẫu nào các bác anh cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại ở trên màn hình video nhé. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác luôn, cho các bác anh xem cây dầm thẳng bản đặc biệt đây. Bản này bản đặc biệt các bác anh nhé. Đấy, nhíp của nó như thế này. Giá của nó đang là 400.000 đồng trên một cây các bác anh ạ. Các anh muốn mua loại 250, loại 300 em cũng có nhé. Những mẫu dầm nhíp này thì em sẽ gửi và ship tới tận nhà các bác anh luôn. Với tất cả các bác anh nhà mình mà đã xem được kênh của em và đang quan tâm, nhớ cho em xin một like nhé, nhấn chuông và nhấn follow kênh. Và các bác muốn hỏi chi tiết về cái sản phẩm nào ấy thì các bác anh nhà mình cứ vào Zalo của em qua đầu số điện thoại trên để em sẽ tư vấn và cũng như là gửi tới tận nhà các bác anh những cái sản phẩm mới nhất trong mùa làm vườn của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.